Xin chào bạn, như vậy thì Apple đã chính thức bán ra bộ đôi iPhone mới vừa ra mắt gần đây là iPhone XS và XS Max tại một số thị trường tiêu biểu như là Mỹ, Sing, Hồng Kông. Tuy nhiên, cá nhân mình thì không quan tâm cho lắm bởi giá bán của chúng đang ở mức quá cao so với thu nhập của mình ở thời điểm hiện tại. Mặc dù cũng khá là bị kích thích bởi vẻ đẹp bên ngoài cũng như là sức mạnh bên trong. Tuy nhiên, chính giá bán cao cắt cổ của bộ đôi iPhone này lại làm cho vẻ đẹp của chúng bị giảm đi đáng kể. Trong khi chờ đợi giá bán của chúng hạ nhiệt thì chúng ta hãy dành sự chú ý tới một chiếc điện thoại khác có thể nói là đẹp toàn diện hơn cả về giá bán lẫn mọi thứ khác. Và xin mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi video ngay sau đây để biết đó là sản phẩm nào nhé. Và iPhone 7 Plus chính là chiếc điện thoại mà mình muốn nhắc tới ở trong video này. Một sản phẩm cũng có thể coi là đã cũ của Apple nếu đem so sánh nó với những XR, XS hay thậm chí là iPhone X. Tuy nhiên, tại sao mình lại nói rằng đây là chiếc iPhone đẹp toàn diện nhất ở thời điểm hiện tại thì câu trả lời đó chính là giá bán. Các sản phẩm của Apple luôn có khả năng dự giá rất tốt và chiếc iPhone 7 Plus này cũng vậy. Tuy nhiên, vì đã ra mắt được 2 năm chỉ với hơn 10 triệu đồng, các bạn đã có thể sở hữu ngay một chiếc iPhone 7 Plus 32GB cũ tại tất cả các showroom của riêng ông Minh trên toàn quốc với cam kết zin nguyên bản 100%, không zin sẵn sàng hoàn tiền và tặng máy. Hoặc nếu muốn mua sản phẩm mới, các bạn cũng có thể tham khảo những chiếc iPhone 7 Plus 128GB chưa active giá chỉ khoảng 13,5 triệu đồng, rẻ hơn hàng chính hãng tới vài triệu và chất lượng thì tương tự nhau. Như vậy, nếu chỉ so về giá bán, iPhone 7 Plus sẽ rẻ hơn tới khoảng 3-4 lần so với giá của XS Max ở thời điểm hiện tại. Do đó, khả năng tiếp cận của iPhone 7 Plus cũng cao hơn khá nhiều so với chiếc XS Max. Và không chỉ đẹp về giá bán, mình còn đánh giá cao ngoại hình của iPhone 7 Plus so với những mẫu iPhone thời gian gần đây. Đầu tiên, mình thích mặt lưng bằng kim loại hơn là kính. Nó sẽ cho chúng ta cảm giác cầm nắm chắc chắn hơn, không bị trơn tay dẫn tới tai nạn máy bay ra khỏi bàn tay và rơi xuống đất bị vỡ khi các bạn phải tốn nhiều tiền cho việc thay mặt lưng. Tiếp theo, tổng quan về ngoại hình. Mặc dù không có gì nổi bật nhưng thiết kế của iPhone 7 Plus vẫn cho người dùng cảm giác bắt mắt khi nhìn, thoải mái khi cầm và với logo quả táo ở phía sau, chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là một món đồ trang sức đắt tiền. Tiếp theo nữa đó là vẻ đẹp bên trong của iPhone 7 Plus. Tuy đã ra mắt được 2 năm nhưng chiếc máy này vẫn còn đang tỏ ra vô cùng mạnh mẽ với con chip Apple A10 3GB RAM, sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ ở phân khúc cận cao cấp hiện nay. Với iPhone 7 Plus trong tay, các bạn hoàn toàn có thể tự tin chơi tất cả các thể loại game nặng nhẹ mà không cần lo lắng tới vấn đề giật lag. Với nền tảng iOS được tối ưu rất tốt, mình tin rằng các bạn sẽ có những giây phút giải trí tuyệt vời trên chiếc máy này. Chưa kể tới việc viêm pin cho thời lượng sử dụng lâu dài sẽ không làm gián đoạn trải nghiệm giải trí của bạn, đặc biệt khi chơi game hay là xem phim. Bên cạnh đó, các bạn cũng đừng quên rằng iPhone 7 Plus của chúng ta còn có khả năng chụp ảnh xóa phông mù mịt như máy ảnh chuyên nghiệp, cũng như là khả năng chống nước chống bụi IP67, giúp cho máy có thể hoạt động tốt ngay cả dưới điều kiện môi trường ẩm ướt. Kết hợp những yếu tố bên trên, đặc biệt về giá bán thì đây chính là câu trả lời cho việc iPhone 7 Plus đang là một trong những chiếc iPhone được yêu thích nhất hiện nay ở phân khúc giá từ 10 đến 11 triệu đồng. Và trên đây là những nhận định cá nhân của mình về iPhone mới và iPhone cũ muốn chia sẻ với các bạn. Và theo các bạn thì bao lâu nữa những sản phẩm như là XS hay là XS Max mới hạ nhiệt về với đúng giá trị thực tế của nó? Và iPhone 7 Plus trong năm 2018 có còn đáng mua hay không? Hãy để bình luận của bạn ở ngay dưới video này cho mình và mọi người cùng biết. Nếu đang quan tâm tới sản phẩm iPhone 7 Plus, các bạn có thể click vào đường link mình sẽ để ở ngay bên dưới video này. Nếu thấy video hay, đừng quên bấm like ủng hộ mình, đồng thời bấm đăng ký và bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin mới nhất nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.